Rồi chú về, chú về. Đúng rồi, chú qua kia luôn. Ai? Chú qua đây. Đó, nhanh lên chân. Trời ơi, Hùng nó nhanh quá trời đất rồi. Mãi ông ra đây. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Ở kia có rất là nhiều nón, có ba màu. Bên phía Hùng là con thấy bong bóng màu gì không? Màu đỏ. Trân là con thấy màu gì không? Dạ, màu tím. Màu tím. Còn Gia Bảo màu gì? Màu xanh lá. Rồi mỗi đứa nhận ra cái màu của mình rồi đúng không? Bây giờ trên kia mà đứa nào đem hết nón màu của mình về ở đây trước là bấm đồng hồ dừng lại. Thời gian của thử thách lần này cộng thời gian thử thách thứ hai, đội nào có thời gian thấp nhất đội là chiến thắng. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ con đọc đồng hồ cho chú Linh nè. Nào, số mấy con? Dạ, số 0. Số 0. Số mấy đây? Số 0. Số 0 nha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển đi. Lựa cái nào của mình á. Lựa nhanh lên. Cái màu của mình đem về. Trời ơi, không lựa nãy giờ chưa có màu đâu chân á. Màu của con đâu? Chạy nhanh về. Rồi chú về. Đúng rồi, chú qua kia luôn. Ai? Chú qua đây. Đó, nhanh lên chân. Trời ơi, Hùng nó nhanh quá trời đất rồi. Lựa cái nào của mình nha. Đúng rồi, nhanh lên. Quá trời nhanh rồi, Hùng nó nhanh quá. Được một nửa rồi. Còn một nửa nữa. Chúng ta đang theo dõi cuộc thi phải nói là rất là quyết liệt giữa ba em. Em Gia Bảo, em Trân và em Hùng. Bây giờ lấy hai cái. Đó, lựa hai cái luôn. Đem về mau lên. Nhanh lên. Cái lấy hết luôn đi. Hết chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lên coi còn không, chạy về, chạy lên trên đi, mau lên. Coi còn không, chạy coi còn không. Rồi, xong, Hùng xong. Cái kia của ai vậy? Đầy đủ chưa? Rồi, ok, xong, đi. Rồi, xong luôn. Chúc mừng sự nỗ lực của các con. Rồi, bây giờ chú Quỳnh Linh sẽ công bố kết quả. Đội có thời gian nhanh nhất 4 phút 41 giây hiện nay đang thuộc về em Văn Hùng. Bảo Trân là 5 phút 20 giây. Gia Bảo là 4 phút 56 giây. Lần thử thách lần sau, tụi con có các anh chị hỗ trợ nữa. Đó là anh Trung Dũng và chị Đăng Lê. Hy vọng rằng cái thử thách thứ hai này mình sẽ kéo lại. Ha Trân ha. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cho ba em nhỏ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Đăng Lê và Trung Dũng. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.